Quý khách thân mến, hôm nay Vườn Mai Như Huỳnh lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình lô mai dảo siêu nụ. Đây thì cái dàn siêu nụ này là nó rất là nhiều nụ luôn cả nhà. Bởi vì nụ nó rất là kẹo ha, kẹo lá, kẹo nụ, kẹo tàn, nên là nó được đặt cái tên là siêu nụ nha. Thì cái dòng mai này á cả nhà, nó có chiều cao trung bình là tầm khoảng từ 40 đến là 50-55cm ha. Rồi, đế là được quấn rễ như thế này nha, quấn đủ kiểu hết. Góc thì cỡ như là mấy ngón tay em ha. Em ướm cho cả nhà mình xem, liền cố 100% rồi. Rồi bây giờ em sẽ xuống cho cả nhà mình lần lượt cho cả nhà mình xem thêm. À và đây thì đối với cái dàn siêu nụ này cả nhà, Tết nay nở rất là đã luôn nha. Rồi em sẽ cho cả nhà mình xem thêm nha. Đây, trời ơi cái dàn nụ nè cả nhà. Đó, nhìn đã chưa bên đây em ơi. Đó, rất là đã luôn nha, rất là đã luôn bên đây. Rồi quý khách ơi, để bên đây nè em, để mấy bên đây. Rồi đây cả nhà, trời ơi coi nè, tàn nó rất là tròn ha, phè phè cái tàn ra luôn nè. Đó, hoa của nó là từ 8 cho đến là 12 cánh cả nhà, 8 đến 12 cánh ha. Rồi nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà. Trời ơi coi nè, đã kìa chưa. Rồi cây như thế này chỉ có 175.000 một cây ha. Và 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển nha, 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây. Đó, nụ rất là dữ ha. Rồi rồi, nụ của nó nè cả nhà, Chi chích. Đây ha. Đó, quá nhiều luôn. Rồi củ đế nè, củ nở ha, đế quái rất là đẹp, tàn của nó nha. Chiều cao từ 40 cho tới là 50 nè. 40-50cm cả nhà. Đây nhìn kiểu đi chưa, kẹo như thế này luôn ha. Rồi quý khách mình yêu thích loại siêu nụ này thì mình sưu tầm về chơi Tết nha. Đó, một cây như thế này chỉ có 175.000 nè cả nhà. Ồ cái củ nè. Và 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Đây nó làm nụ như thế này đây. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi vườn mai của Như Huỳnh. Thì vườn Huỳnh còn rất là nhiều loại nữa ha. Cả nhà thích loại nào có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0949 234525. Đây, nụ quá trời luôn cả nhà. Đẹp lắm ha, nụ rất là nùi nùi luôn á. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.